Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho các bạn về cái ECU điều khiển động cơ của dòng Toyota. Thì trong bài này á, mình sẽ sử dụng con ECU là của xe Vios. Các bạn nhìn nè, đây là ECU điều khiển động cơ của xe Vios. Hộp này là rất là mới nha các bạn, hiện giờ hộp này là dùng cho các dòng xe 2015, 16, 17, 18 và 19. Thì hộp này là vừa điều khiển động cơ vừa điều khiển hộp số tích hợp chung. Đây thì cái video trong cái bài này để mình làm cho các bạn biết là cái ECU này nó để cho ECU nó hoạt động thì mình sử dụng một cái thiết bị là cái máy giả lập. Đây, máy này do bên mình nghiên cứu và thiết kế ha. Rồi để đọc các thông số của ECU này mình sẽ dùng cái máy mắc xít ha. Đây, teo DS808 nha các bạn. Thì một cái mô hình để mình thử cái ECU cũng là gồm đầu tiên là máy nhận đoán này. Nó phải có nha. Thứ hai là một cái thiết bị giả lập các tín hiệu để ECU nó chạy. Rồi tiếp theo là các cái dụng cụ liên quan để mình muốn test ECU á thì mình phải cần có ECU mới test được ha. Thì để test ECU á thì mình là gì, đầu tiên á là những cái lỗi thường gặp trên ECU như là không kết nối được máy nhận đoán nè, nghĩa là không giao tiếp được máy nhận đoán cũng như là không giao tiếp được với các hộp khác. Rồi tiếp theo là bị gì, phần ECU chạy gì, do cái phần mà đọc cảm biến á, ECU nó sẽ đọc tín hiệu cảm biến để nó điều khiển các cơ chấp hành thì nó đọc cảm biến không được. Rồi khi nó điều khiển cái nguồn nối cho cảm biến nó không có, tín hiệu cảm biến chạy về không đọc được. Rồi ECU á gì không có điều khiển được, ví dụ như là kiêm phun, mobin, có thể mình được bơm ga, rồi các cái van chia dầu, rồi điều khiển của EGR, thì ECU nó rất nhiều bạn và rất nhiều cái chấp hành rất là phức tạp. Thì để làm sao để mình giải quyết được cái bài toán là ví dụ như hiện giờ con ECU này nó bị bỏ máy đi, bỏ máy số 1, thì mình làm sao mình biết là cái kim phun hay cái gì hoặc là cái ECU nó hư, để làm sao mình có thể giải quyết cái xe để sửa chữa xe đó nhanh nhất. Thì với yêu cầu đặt ra như vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là gì, cụ thể trong video này á là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm sao test được cái con ECU động cơ Toyota và phun xăng đánh lửa, còn test can bus, test car light, test cảm biến, test điều khiển bơm ga điện, rồi điều khiển van chia dầu, điều khiển van hộp số thì các video kế tiếp mình sẽ làm. Thì trước tiên á, để cho trong cái con ECU của Toyota nó chạy á, trước tiên bạn muốn nó phun xăng đánh lửa thì đầu tiên là gì, bạn phải cấp nguồn. Đầu tiên là ECU nó phải đủ nguồn, nguồn đây là nguồn 12V cho ECU ha, là nguồn trước ổ khóa, sau ổ khóa và nguồn direct switch. Rồi tiếp theo, bạn muốn ECU nó chạy á thì mình phải đưa tín hiệu cảm biến vào. Thì mình đưa cái vết để cho một ECU nó điều khiển được phun xăng đánh lửa thì đối với Toyota tối thiểu bao nhiêu cảm biến là nó phun được. Thì trong cái tài liệu theo cái máy giả lập mình có chia sẻ cho các bạn về những cái tín hiệu tối thiểu để ECU này nó chạy. Còn cái ECU này nó chạy ngon hay này như nó hao xăng không hao xăng, máy nó êm hay rung thì nó sẽ phụ thuộc vào các cảm biến khác. Thì để test được phun xăng đánh lửa, để coi cái mặt điều khiển phun xăng đánh lửa nó có hoạt động hay không, nó có bị hư không á, thì mình chỉ cần tối thiểu những cái tín hiệu cảm biến để nó phun xăng đánh lửa thôi, mình không cần có nhiều cái cảm biến. Còn để test được các cảm biến thì trong video các video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn test cụ thể từng con cảm biến như thế nào. Thì có rất nhiều người thắc mắc là bây giờ cái con ECU này đời mới nó sẽ có IMO, thì làm sao test được những ECU có IMO? Thì hiện giờ bên mình là có phương pháp để test được những cái con ECU Toyota có IMO cũng như là ECU Hyundai có IMO. Thì chỉ cần ECU thôi, mình với cái máy giả lập nó có một cái phương pháp
để nó giúp mình gì ở chỗ có vi mô nó vẫn thấy được. Đó là một cái điểm rất là mạnh để mình phục vụ cho cái, tại vì nếu một ở dù mà nó có vi mô thì dù bạn có đưa chung vào, bạn có đề máy hay như nào thì nó vẫn không thể thực hiện đến lượng, nó rất là khó. Thì bây giờ làm sao để test được cái video này à, thì đầu tiên mình sẽ dùng cái kim phun này để mô phỏng cái kim phun của xe ha. Tiếp theo là dùng con led các bạn. Bạn thấy trong này có 4 máy ha, mình dùng có 3 máy à. Mình đâu đây là một cái kim phun và hai con led ha. Tiếp theo để mô phỏng cái mô pin á, mình sẽ gì dùng cái ba cái chân gì ba cái đèn led này ha để mình mô phỏng cái kim phun. Kim phun là cái này, còn đây là cái mô pin ha. Thì có rất nhiều người thắc mắc là với Toyota ta nếu mà mình không có bô pin, mình đưa tín hiệu nghĩa là gì không có tín hiệu IRF á, thì làm sao nó phun sáng năng lượng được. À, đầu tiên là không có IMO, đầu tiên là có IMO là không thể phun sáng năng lượng. Tiếp theo cái thắc mắc kế tiếp là nó gì nó không có mô pin nào sáng test được. À, thì thông qua video này các bạn thấy là các bạn lát này các bạn sẽ xem là mình đều test được hết. Thì làm sao để test được? À, thì trong cái tài liệu hướng dẫn á, hoặc là các cái buổi chia sẻ các cái kiến thức về Isuzu bên mình á, đều có giới thiệu cho các bạn các phương pháp để làm test nhanh con Isuzu Toyota. Nếu các bạn có một thiết bị giả lập nhanh thì mình sẽ làm rất là nhanh ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ làm các bạn xem ha. Đầu tiên mình kết nối vào cái tất cả các cái nguồn vào cái phần rồi máy giả lập. Tiếp theo là mình kết nối những con cảm biến liên quan. Thì những con cảm biến liên quan nào để tối ưu để cho cái dùng nó phun sang đánh lửa thì các bạn xem trong tài liệu của cái máy giả lập ha. Rồi mình sẽ đấu cái phần kim phun nào và bobin vào giờ. Rồi tiếp theo là mình sẽ chọn ha. Đây là cái tính năng của máy các bạn. Đây, mình sẽ chọn phần tính năng đặc biệt ha. Hiện giờ nó không biết là bạn chọn là CKB từ trên một nè, chọn một nè, bạn enter ha. Rồi bạn chọn là tôi tay hiện giờ là 36 cửa nha. À xin lỗi bạn là 34 cửa. Và từ thôi nha. Đây. Rồi, mình sẽ giả lập tín hiệu vào. Khi mình đưa tín hiệu vào ha, đây là cái máy này nó sẽ mô phỏng cái quá các cái cảm biến trên xe ha. Thì nó gì nó sẽ các bạn thấy là gì, cái máy này nó tạo ra tất cả tín hiệu cảm biến trên xe. Thì các bạn thấy là gì, khi đưa tín hiệu cảm biến vào á thì các bạn thấy là gì, cái kim phun nó phun nè. Ai đã thấy con led nó phun nào, kim phun nó kêu qua là con led ha, mình dùng con led thay cho kim phun thì con led sáng. Tiếp theo là các cái con led của cái phần tín hiệu của điều khiển đánh lửa, các bạn thấy nó gì nó phun không, nó đánh lửa ha. À, bây giờ mình sẽ tăng một tua lên nha, không mình dạo một tua hoặc tăng một tua lên nha, bạn thấy nó nhanh hơn nè. À, thì với cái xu này á mình đã loại bỏ cái phần demo rồi thì nó phun sáng đánh lửa ha. Còn với những cái xu mà nó có demo thì làm sao để nó phun sáng năng lượng được để mình test nhanh con Isuzu này ha, thì sẽ có những cái phương pháp đặc biệt để giúp các bạn làm điều đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với máy chẩn đoán để cho các bạn xem ha. Đầu tiên là các bạn nhìn đây, đầu tiên là đọc số 0 của cái đây, đọc số 0 ha. Rồi các bạn đưa số 0 nè, ok ha. Rồi nó sẽ là virus nha. Rồi thị trường là order ha. Rồi xe 27 ha. Rồi xe này không có mắc khi nha, quýt ao ha. Rồi ok hết. Nó đang giao tiếp với mình, sẽ dùng máy này để mình đọc các thông số của Isuzu ra. Bạn chờ tí ha, nó đang giao tiếp.
cái máy chẩn đoán nó là giờ tôi hơi xíu mà. Rồi, đòi bằng oxy, đòi bằng oxy, cần chọn unit, rồi mình chọn engine, anh sẽ ha. Rồi lít của ta ha, đòi bằng lít ha. Các bạn thấy hiện giờ gì? Vòng tua hiện giờ là bao nhiêu? 596 vòng à. Thì với vòng tua này các bạn đưa tín hiệu vào nó sẽ có vòng tua ha. Còn các cảm biến khác thì những video kế tiếp mình sẽ phân tích từng cảm biến cho các bạn xem ha. Đây. Đầu tiên là mình chọn là vòng tua này. Những cái thông số quan trọng thôi nha. Để mình kiếm thời gian full nha. Thời gian full nha các bạn. Lượng full của một xin lần này. Nó bao khá đầy đủ nha các bạn. Đây. Quả thật là gì, lượng thời gian full là 12.463 US ha. Là micro giây đổi sang mili giây là 12 mili giây nha. Full rất nhiều nha các bạn. Phun rất nhiều không? À, thì khi mà giải lọc vào thì nó sẽ là gì? Lên thời gian phun ha, thì nó sẽ phun xong nó lừa liền. Rồi nó sẽ gì? Tốc độ cơ ha. Bây giờ mình sẽ tăng dần dần lên ha. Mình tăng lên, tăng tua lên ha. Các bạn thấy thời gian phun ha. Bây giờ mình sẽ tắt thoát cái độ test ratio này ra ha. À, các bạn thấy không? Đó. Vòng tua nó không về không mà nó hiện không phun sáng đánh lửa. Thì thông qua video này á, mình hướng dẫn các bạn là gì, để test được cái con OCU Toyota nó dù có IMO, có Marquee hay không có Marquee, hoặc là xe không có IMO đều có thể test được. Bạn muốn test bất cứ cái gì mình đều có thể test được hết, nó không khó. Thì làm sao mình có kiến thức để test được con OCU này á, thì các bạn phải trang bị rất nhiều kiến thức. Đầu tiên là phải có thiết bị và máy giải lọc ha. Rồi mình phải có một cái kiến thức nhất định để mình hiểu biết về cái quá trình hoạt động của ECU, cảm biến, cái chấp hành với cái Toyota thì có những đặc điểm gì để mình hiểu biết để mình sẽ test được cái ECU này. Thì hiện giờ bên mình đang tổ chức các cái khóa gọi là huấn luyện về ECU, thì nếu các bạn có tham gia thì cứ gửi thông tin về bên mình ha. Thì định kỳ bên mình sẽ có các buổi đó để chia sẻ các bạn về các thông tin, các quy trình liên quan tới xe cũng như là ECU mà máy chẩn đoán. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì hy vọng các bạn sắp tới bên mình sẽ có rất nhiều video về các cái nội dung liên quan tới điện, máy chẩn đoán và điện tử. Thì những nội dung này khá hữu ích để các bạn gì để mình giúp mình làm xe cũng như giải quyết các bạn xe rất là nhanh. Thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ bên mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.